cho các bạn. Sai lầm của Đặng Văn Lâm ở trận gặp Palestine có thể mở ra cơ hội cho Bùi Tiến Dũng trong cuộc chiến giành suất bắt chính trước khung thành Olympic Việt Nam tại ASEAN. Ở phút 61, ở trận đấu Việt Nam đấu với Palestine, thủ thành Đặng Văn Lâm đã có một pha xử lý lóng ngóng trước khung thành sau đường truyền về của đồng đội. Anh để mất bóng vào chân đối thủ dù có rất nhiều thời gian xử lý và suýt khiến Olympic Việt Nam phải nhận bàn thua. Đó là khoảnh khắc tai hại hiếm hoi của Văn Lâm, là lần hớ hênh rất ít gặp từ thủ môn số 1 của Việt Nam hiện nay. Sai lầm ấy cho thấy Đặng Văn Lâm dù xuất sắc cũng chưa phải là tấm lá chắn hoàn hảo trước khung thành đội tuyển Olympic Việt Nam. Ở cấp độ đội tuyển, Tiến Dũng giàu kinh nghiệm hơn Văn Lâm. Nhận định trên có vẻ nghịch lý vì Văn Lâm đang là thủ môn số 1 của Vinic và tuyển Việt Nam, thế nhưng đó lại là sự thật. Năm 2016 đánh dấu thời điểm Tiến Dũng và Văn Lâm cùng bước ra ánh sáng. Năm ấy, Lâm lên đội tuyển quốc gia, Dũng được gọi vào U19. Mùa giải ấy, Văn Lâm dự bị trong nguyên mạnh ở AFF Cup 2016. Mai tới giữa năm 2017, anh mới có trận bắt chính đầu tiên cho tuyển Việt Nam trước Jordan tại vòng loại Asian Cup. Cùng thời gian ấy, Tiến Dũng đã bảo vệ khung thành U19 Việt Nam tại giải U19 châu Á 2016. U20 Việt Nam tại U20 World Cup 2017 trước khi cùng U23 Việt Nam thăng hoa ở Thường Châu hồi đầu năm. Trong 3 năm ấy, thủ thành quê Thanh Hóa đã bắt chính 14 trận, chỉ tính các trận chính thức, cho 3 đội tuyển khác nhau. Anh dự 2 giải đấu châu lục và 1 kỳ SEA Games. Ở những giải đấu lớn, Dũng chỉ một lần ngồi dự bị cho Phí Minh Long. Ở chiều ngược lại, đàn anh Văn Lâm mới có 3 trận chính thức tại vòng loại Asian Cup. Điểm khác biệt là Văn Lâm mới được chơi tại vòng loại, còn Tiến Dũng đều bắt chính trong vòng chung kết. Anh dày dặn kinh nghiệm với các giải đấu ngắn ngày, kiểm nghiệm năng lực, sức bền và độ lì lợm ở những sân chơi châu lục và thế giới. Kém Văn Lâm tới 4 tuổi, nhưng Tiến Dũng giàu kinh nghiệm hơn hẳn trong các sự kiện quốc tế. Thủ môn Việt Kiều đang chơi như một vị thần ở Phoenix, nhưng tại cấp độ đội tuyển mà cụ thể là Olympic Việt Nam, anh còn thiếu khá nhiều điều. Sai lầm trước Olympic Palestine là bằng chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Nếu tiền đạo đội khách ghi bàn, tỷ số sẽ là 2-2 và Olympic Việt Nam có thể đánh rơi chiến thắng trong một giải đấu ngắn ngày như ASEAN. Một sai lầm có thể phá hỏng mọi nỗ lực. Thứ Văn Lâm thiếu thì Tiến Dũng lại có thừa. Lợi thế của Dũng là kinh nghiệm, sự ăn ý với các đồng đội đã có 3 năm cùng ăn cơm tuyển như Đức Chinh, Quang Hải, Đình Trọng. Sai lầm trước Olympic Palestine chưa thể cướp mất vị trí của Văn Lâm, nhưng nó cho thấy Tiến Dũng vẫn còn cơ hội và anh sẽ không bỏ lỡ nó. Cùng với Bùi Tiến Dũng, rất nhiều cầu thủ trẻ khác của Olympic Việt Nam sẽ có màn chào sân vào tối nay. Trong nhóm dự bị của Olympic Việt Nam nổi lên hai cái tên Trần Minh Vương và Phan Văn Đức. Người thứ nhất là học trò cưng của huấn luyện viên Park Hang-seo, luôn được gọi lên tuyển trong mọi đợt tập trung và chỉ vắng mặt vì lý do chấn thương. Với 6 bàn sau 19 trận tại Vinic, Minh Vương hiện là tiền vệ trung tâm săn bàn tốt nhất. Anh sở hữu nhãn quan chiến thuật dị biệt và tinh quái, sút phạt cực hay. Nhiều người tin rằng Minh Vương thậm chí có thể cạnh tranh suất đá chính ở đội tuyển quốc gia. Người thứ hai là Phan Văn Đức, đẹp trai, đá bóng giỏi, vướng vào nghi án hẹn hò với top 10 hoa hậu Việt Nam, Ngọc Nữ. Mọi thứ từ Văn Đức đều được gợi nhớ tới hình ảnh của người đàn anh huyền thoại Lê Công Vinh. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, Văn Đức cũng là người đã lấy suất đá chính bên cạnh Công Phượng trong giai đoạn knockout. Thứ bóng đầy năng lượng và khát vọng của Văn Đức từng khiến người hâm mộ mê mẩn. Hai người họ đủ sức cạnh tranh song phẳng với bất kỳ một cái tên nào trong đội hình Olympic Việt Nam. Sau lưng họ, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn còn Đức Huy, Tiến Linh, Văn Toàn và Thành Long. Tất cả đều đã thể hiện được những phẩm chất đặc biệt của mình ở Phoenix. Sự có mặt của họ sẽ khiến cho 90 phút trước Olympic Oman trở thành một trận cầu thú vị. Họ non nớt nhưng đầy nhiệt huyết, trẻ trung nhưng có thừa khát khao. Mà trình diễn của họ sẽ mở ra cho thầy Park những lựa chọn mới, đồng thời báo hiệu cuộc cạnh tranh khốc liệt ở Olympic Việt Nam. Chào các bạn, trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển Olympic Việt Nam để chuẩn bị cho ASEAN 2018, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã mắc nhiều sai sót kỹ thuật. Điều này đã khiến cho thủ thành của đội tuyển bóng đá xứ Thanh đã gặp khó khăn trong việc cạnh tranh suất bắt chính tại ASEAN 2018 tới đây. Sau khi cùng Thanh Hóa để thua Sông Lam Nghệ An ở trận bán kết lượt đi Cúp Quốc gia 2018, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã hội quân cùng đội tuyển Olympic Việt Nam để chuẩn bị cho ASEAN
2018. Trong ngày 27 tháng 7, Tiến Dũng đã có buổi tập đầu tiên cùng đội tuyển Olympic Việt Nam tại trung tâm PVF đặt tại Hưng Yên. Trong lần trở lại đây, thủ thành đội bóng xứ Thanh đã mắc một loạt sai sót kỹ thuật trong những tình huống bật cao bắt bóng. Trong khi đó, thủ môn Đặng Văn Lâm thực hiện trơn tru buổi tập, ít mắc những lỗi kỹ thuật trong suốt buổi tập vừa qua. Điều này đã khiến cho Tiến Dũng đối mặt thêm với những khó khăn trong cuộc đua giành suất bắt chính trong màu áo đội tuyển Olympic Việt Nam tại ASEAN 2018 trên đất Indonesia. Việc Tiến Dũng mắc một số sai sót kỹ thuật trong buổi tập đầu tiên cùng Olympic Việt Nam cũng là điều dễ hiểu bởi thời gian qua thủ môn trẻ không thường xuyên được tạo cơ hội bắt chính trong màu áo Thanh Hóa. Trong lần hiếm hoi trước huấn luyện viên Hữu Thắng trao cơ hội thì Tiến Dũng đã để Sông Lam Nghệ An 3 lần sút tung lưới ở trận lượt đi bán kết cúp quốc gia 2018, để rồi khiến cho Thanh Hóa nhận thất bại chung cuộc 2-3 ở trận đấu lượt đi. Kết quả này đã khiến cho bóng đá xứ Thanh gặp rất nhiều khó khăn, bất lợi trong trận đấu lượt về giữa hai đội trên sân Vinh diễn ra vào ngày 5 tháng 9 tới. Động lực của Tiến Dũng là đội tuyển Olympic Việt Nam vẫn còn vài buổi tập nữa, cùng việc tham dự giải Tứ Hùng trên sân Mỹ Đình từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 8 sẽ là những cơ hội để Tiến Dũng có thể một lần nữa ghi điểm với huấn luyện viên Park Hang-seo. Dù Văn Lâm đang có phong độ ấn tượng lớn cùng với Hải Phòng vẫn được đánh giá cao trong cuộc đua giành cơ hội bắt chính tại ASEAN 2018. Tuy nhiên, trao đổi với báo chí trong nước mới đây, huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định cơ hội vẫn chia đều cho các thủ môn trong lần tập trung này. Thủ môn của U23 Việt Nam hiện tại không có nhiều kinh nghiệm nên tôi phải cố tìm người có nhiều kinh nghiệm được ra sân thường xuyên tại V-League. Đó là lý do tôi chọn Đặng Văn Lâm cho lần này. Tuy nhiên, Văn Lâm chưa chắc bắt chính tại ASEAN. Cho đến ngày hôm nay, đội tuyển Olympic Việt Nam đã có đầy đủ lực lượng để chuẩn bị cho ASEAN 2018, nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo đang đau đầu với vấn đề chấn thương của trung vệ Đình Trọng. Trước đó, trong buổi tiếp đón Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiên đến thăm và giao nhiệm vụ cho đội tuyển Olympic Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho ASEAN 2018 vào chiều ngày 26 tháng 7, huấn luyện viên Park Hang-seo đã đề cập đến trường hợp của Đình Trọng. Ông thầy người Hàn Quốc đã cho biết toàn đội đã được kiểm tra sức khỏe đầy đủ cũng như chụp cộng hưởng từ. Tuy nhiên, với trường hợp của Đình Trọng, vị chiến lược gia người Hàn Quốc tỏ ra lo lắng và thông báo sẽ đưa Đình Trọng đi bệnh viện để kiểm tra vào sáng ngày hôm sau để biết rõ chấn thương ở mức độ nào. Trong buổi tập chiều ngày 27 tháng 7, Đình Trọng đã không thể tập luyện cùng các đồng đội và phải tập luyện riêng với bác sĩ trị liệu. Với chấn thương đang gặp phải, nhiều khả năng trung vệ của Hà Nội FC sẽ không kịp bình phục để cùng Olympic Việt Nam tham dự giải Tứ Hùng diễn ra trên sân Mỹ Đình từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 8 tới đây. Trước đó, với chấn thương tràn dịch và tổn thương vùng cổ chân đã khiến cho trung vệ sinh năm 1997 đã phải nghỉ thi đấu trong khoảng thời gian 1 tháng rưỡi. Trung vệ này chỉ mới trở lại thi đấu với một vài vòng đấu gần đây tại V-League 2018 trong màu áo của Hà Nội FC. Tuy nhiên, những dấu ấn mà Đình Trọng để lại là không nhiều. Trung vệ này cũng tiếp tục không được huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm điền tên vào danh sách thi đấu trong trận hòa 3-3 của Hà Nội FC trước B Bình Dương ở trận bán kết lượt đi Cúp Quốc gia 2018. Hiện đội tuyển Olympic Việt Nam vẫn đang tập luyện tại trung tâm PVF và đội sẽ về Hà Nội sau buổi tập ngày 31 tháng 7 để chuẩn bị cho giải Tứ Hùng. Ở giải đấu này, Olympic Việt Nam sẽ lần lượt gặp Palestine, Oman, Uzbekistan. Các trận đấu của Olympic Việt Nam sẽ đều diễn ra vào lúc 19:30 trên sân Mỹ Đình. Trao đổi với báo chí trong nước, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết ông sẽ chốt danh sách chính thức 23 cầu thủ Olympic Việt Nam tham dự ASEAN 2018 sau giải đấu giao hữu trên sân Mỹ Đình. Chào các bạn, ngôi vị Á quân U23 châu Á cho chúng ta là tự hào, tự tin, nhưng đừng vội lấy đó để vỗ ngực tự xưng mình là ông lớn của châu lục. ASEAN 18 là kỳ Á vận hội lần thứ 18 trong lịch sử, nhưng bóng đá Việt Nam tham gia sân chơi này mới là kỳ thứ 6 trong 20 năm qua kể từ ngày bước chân vào ngôi nhà thể thao châu lục. Thành tích tốt nhất mà Olympic Việt Nam có được ở môn bóng đá nam là xếp hạng 12/29. Đây là thành tích được Olympic Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Miura tạo ra cách đây 4 năm sau khi giành vé vào vòng 1/8 với tư cách là đội nhất bảng. Nên nhớ, Olympic Việt Nam phải mất 2 kỳ là 8 năm mới ghi nổi bàn thắng đầu tiên ở sân chơi này. Đó là pha lập công của Công Vinh trong trận thua 1-2 trước Bahrain ở vòng bảng ASEAN 2006. Rõ ràng thành tích của bóng đá Việt Nam tại đấu trường ASEAN chẳng có gì để vỗ ngực và cũng không cần phải nói rộng tới châu lục, ngay cả khu vực Đông Nam Á chúng ta chưa có gì để khoe.
Bóng đá Myanmar từng hai lần giành huy chương vàng Á vận hội vào năm 1966 và 1970 cùng một tấm huy chương đồng vào năm 1954. Malaysia hai lần giành huy chương đồng vào năm 1962 và năm 1974. Indonesia cũng từng giành huy chương đồng vào năm 1958. Còn Thái Lan 4 năm trước họ chính là một trong 4 đội bóng lọt vào bán kết tái lập kỳ tích Á vận hội 2002. Bóng đá Việt Nam đang có một lứa cầu thủ trẻ tài năng nhất lịch sử. Ngôi Á quân U23 châu Á là khẳng định điều đó. Thành tích ấy cho chúng ta tự hào, tự tin, nhưng đừng vội lấy đó để tự xưng mình là ông lớn của châu lục. Chính huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định, ông và các học trò phải làm việc 200% mới mong giữ được những gì đã có. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh từ U23 của giải châu lục hồi đầu năm đến U23+3 ở ASEAN tháng 8 này có sự khác biệt rất lớn. Bởi vậy, ông chỉ đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng rồi mới tính tiếp ở vòng knock out. U23 Việt Nam đã mang lại cho chúng ta rất nhiều cảm xúc, nó như tình yêu đầu đời vậy. Chúng ta có quyền hy vọng và đặt ra mục tiêu giành huy chương môn bóng đá nam tại ASEAN tới. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn từng chia sẻ. Nhưng ông Phấn cũng thừa hiểu rằng việc giành huy chương ở sân chơi khắc nghiệt như ASEAN không hề dễ chút nào. Thực tế chứng minh, hai kỳ ASEAN gần nhất đoàn thể thao Việt Nam chỉ giành một tấm huy chương vàng, đó là của võ sĩ karate Bích Phương năm 2010 và Thúy Vi môn ủ su năm 2014. Liên với bóng đá nam, giành huy chương khó hơn gấp bội. Sau giải U23 châu Á, chúng em đều có thêm tự tin khi gặp các đối thủ mạnh của châu lục. Người hâm mộ Việt Nam cũng có thêm niềm tin và kỳ vọng vào các cầu thủ. Thủ quân U23 Việt Nam Lưu Xuân Trường đã nói trước khi giải đấu diễn ra. Giải đấu nào cũng có áp lực, là huấn luyện viên trưởng tôi chịu áp lực nhiều nhất. Và sau giải U23 châu Á, tôi và các cầu thủ đều hiểu rằng mong mỏi của người Việt Nam bây giờ cao như thế nào. Để đáp lại mong mỏi ấy, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình. Đó là lời chia sẻ của huấn luyện viên Park Hang-seo. 4 năm trước, đoàn quân của huấn luyện viên Miura hành quân sang Hàn Quốc dự Á vận hội trong sự lặng lẽ. Thời điểm ấy, người hâm mộ đang bị cuốn vào cơn bão U19 Việt Nam của lứa công phượng Xuân Trường Quang Hải trên sân Mỹ Đình. Cũng bởi vậy, những Mạc Hồng Quân, Trần Phi Sơn, Võ Huy Toàn, Ngô Hoàng Thịnh không chịu nhiều áp lực, và chính sự thoải mái đã giúp Olympic Việt Nam chơi tự tin, thăng hoa để rồi vùi dập ông lớn Iran 4-1 ngay trận ra quân, tạo nên cơn địa chấn của giải đấu. Ngược lại, cách đây một năm, những tài năng trong tâm bão của U19 năm nào được kỳ vọng giành huy chương SEA Games 29, song rốt cuộc họ không vượt qua được áp lực và bị loại ngay từ vòng bảng. Và cũng chính những tài năng ấy khi niềm tin sau thất bại SEA Games xuống thấp nhất, kỳ vọng được vứt khỏi đôi vai đã thăng hoa để tiến đến ngôi Á quân châu lục. Nhắc lại những điều ấy để người hâm mộ hiểu rằng kỳ vọng đôi khi là thứ rào cản vô hình đáng sợ. Kỳ vọng lớn đặt trên những đôi vai nhỏ luôn trở thành một gánh nặng cho họ.